mình làm design. Hello mọi người, hôm nay mình làm design for Valentine. Hello. Hi mọi người. Mình là Shed Coffin nha. Shed Coffin. Okay. Hi kìa. Just long today. Just a little bit long today. Hi everyone. Hôm nay mình sẽ làm nail for Valentine. And ombre. You not work today? No, I'm off today. Holiday. Oh yeah, holiday. Yeah. I've been working too much, 7 days, mm-hmm. 4 hours. How many days off do you have? I'm supposed to have 4 days off. 4 days? 4 days. Mm-hmm. But now that we have a lot of work, I don't have any days off. You don't have any days off? No. Work every day? Yes. No, a lot to go. A lot of overtime. Yeah. How many people? Two? Okay, what's your name? How are your mom doing now? She's doing all right. 2:30. Alex? Em đang live stream. One nail with diamond. Yes. Okay. Còn em Vi Đào Vi Trương. Còn nha. Còn có double. Okay. Yes. Hello anh Phong. Bữa nay làm cho lễ tình nhân. Trái tim mùa đông. Trái tim băng giá. Đâu đây? Trái tim băng giá nhé. Rồi. Chị đã xong check đi box. Ok em Vi. Chút xíu nữa chị xong chị sẽ check inbox đi em. Là như nào. À, máy gỗ này. 71 nè. Solid 71 and solid 152. Đó, đó. Bộ này làm trái tim không ngủ. Trái tim không ngủ yên. Bây giờ cái ngón clear mình sẽ làm sao nha. Mình sẽ làm stain. Mình sẽ làm 3D stain. 3D stain cho cái ngón này ha.
3D stem. Sẽ là màu đỏ nè. Sẽ là màu đỏ. Màu solid 152. Dạ. Có tên thân mày tên em nhé. Tên thân mày. Giúp gì chậm thế. Chứ mắc gì giúp cho nhanh làm gì. Nhanh thì nó mau. Để mau để làm gì. Mau ra đầu móng. Mau mau ra đi. Cho lịch màu đỏ này là cái màu rất là tuyệt vời luôn đó nha. Ôi trời, nó hơi thấy chút xíu. Hôm nay mình sẽ làm 3D stem. 3D stem nha. Và một bông hồng loan ha. Đây là một bông hồng loan nữa nha. What time do you want today? Đó là cái màu Solace 71, màu nu. Ok, what time do you want Saturday? 10:30. Ok, mình đọc lại một clear on the top. 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Ok, and then what's your schedule like on Friday? Khi mà mình làm cái 3D stem á thì mình để cho cái mặt bột nó sẽ ráo tí xíu rồi mình mới làm được nha. Bây giờ mình sẽ làm 3D stem trái tim. Mình sẽ làm 3D stem trái tim nha. Murray. Mình làm cho mặt bột nó ráo tí xíu. Yeah, see you on Friday at 5. Thank you. Bye bye. Galaxy nail. Thôi sáu năm giờ sao mày có gì đó đúng giờ. Đây, đây là cái mẫu hình trái tim. Mình phải đợi cho nó ráo tí xíu. Rồi mình mới nhắn trái tim này vô nha. Nhưng mà bây giờ hiện tại mình không biết là ở đâu có bán cái này đâu. Cái này cũng chi sò mà có lâu lắm rồi. Đó, ráo, mình nhìn mặt bột ráo chút xíu nè. Bắt đầu mình mới ảnh trái tim lên nè. Một trái ha. Một trái tim. Đó. Hai trái tim. Vậy thôi. Hai trái tim. Bên này con nửa thôi, con nửa không có làm hết. Đó rồi, mình sẽ bỏ cái lớp màu trắng lên. Mình sẽ bỏ cái lớp màu trắng vô đây nha. Giờ 3, 4 người. 4 người, vậy mình đủ rồi đúng không? 2, 3 người. Đó, mình bỏ cái màu trắng lên, lát nữa mình đũa ra. Thì cái design ở cái trái tim này nó sẽ xuất hiện. Rồi. Cái nón này á. Sao nó văng ra rồi ta?
vô tình gì không hả ta. Rồi, cái nó mình sẽ cắt oval rồi mình làm cái bông hồng. Nó này mình sẽ đắp liên ngón màu nude. Cái ngón này lát nữa mình sẽ làm mình sẽ làm cái đá màu đỏ lên ha, cho nên là mình làm màu nâu thôi. Hi Janini. Chưa có cái độ mà muốn cho nó có cái độ dài tí xíu ngay đây cho nó khỏi bị gãy nè. Rồi, cái ngón này mình sẽ làm oval cut nha. Oval cut cho cái ngón này. Hi Rosa. I live Salt Lake City, Utah. Cái món này lát nữa mình sẽ làm bông hồng loan nha. Mình sẽ làm bông hồng loan ở trên đây. Và bây giờ phân nửa thôi. Phân nửa mình sẽ làm phân nửa bông hồng loan chứ mình không có làm nguyên ngón. Để mình coi thì phân nửa chắc có lẽ là mình sẽ cắt ngang chứ mình không có cắt oval đâu. Location. Yes. Đây. Definitely. Cái này mình sẽ làm bông hồng ngay đây. Mình tiếp tục cái ngón này. Ôm rồi.
cái bột clear này nó dơ, nó có dính cái gì, bị gì sao mà quá trời dơ luôn trong đó. Đây nước đi bịch cái hết trơn, nước đi bịch kia ông kiểu lấy rồi hả? Hết rồi, qua tách chai vô mà không còn miếng nào hết trơn á. Ok phải thôi, màu đen nữa nha mọi người, màu đen là mình bỏ vô đây nè. Nhưng bây giờ là màu đen vô trong đây, mình lát để mình làm bông hồng loan á. Hai chị Lan. Cắt rồi. Ủa này lại chia gì vậy? Tôi đi stem á. Em có cái stem này nữa hả? Đó chứ không có. Trời ơi, thứ gì mà em không có. Này có một David vàng rồi đúng không? What would you like inside of everything?
thắng cho mình ghế thì xin. Mà lẽ tình nhân, trời ơi, đọc cũng ra em ghi luôn gì chơi gì. Lẽ tình nhân, mình ăn sớm. Lẽ tình nhân sớm. Em đi làm chưa chơi gì? Em đi làm chưa? Hello Phi Nguyễn. Rồi, món này mình làm mà menu. Để lát nữa mình đánh đá lên ha. Menu lên đây. Chưa luôn hả? Kỳ này em nghĩ vacation hơi lâu quá nha. Giữ ổ hơi bị kỹ luôn ha. Đúng rồi em ơi, chị cũng sợ lắm. Cũng sợ ở nhà lắm. Ở nhà mệt thế mà. Đi làm hả? Ở nhà với người nó đù ra luôn đó chứ. Từ này em nghỉ hơi lâu, cũng cả năm rồi. Đúng không? Vậy hả? Ủa em ở nhà mà sao em bị? Giờ nhiều người bị lắm em ơi. Chị cũng bị nha. Nhưng mà hết lâu rồi. Cũng nó tính ra thật sự nó cũng nhẹ hơn cảm nữa. Ha. Em bị có nặng không? Có bị ho nhiều không? Hello. Hello. Ai ghê chưa? Hello. Hi. Good thanks. What you need today? What you need today? Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yeah, bye. Mẹ chồng bị đây. Ồ, đúng rồi. Mẹ chồng em đi làm mà. Ở nhà. Em bị triệu chứng. Em không có triệu chứng gì hết. Nhưng mẹ em nặng hơn. 3 ngày thở không nổi. Những người lớn tuổi thì nó thì sẽ mệt hơn. Chứ còn nếu mà người khỏe khỏe đó thì cũng không có thấy triệu chứng gì nhiều. Giống như mình
hơi lạc cái miệng ha, cũng không có ho nữa đúng không? Chị cũng không có ho gì hết á. Tính ra là theo chị thấy là cái bệnh cảm mà thông thường á, chị thấy nó còn khó chịu hơn nữa đó, cảm giác nó nặng hơn nữa, nặng hơn là cái COVID. Giống như mình thấy khó chịu cũng nhức đầu đúng không? Em bị nhức đầu không? Không có gì lo lắng đúng không? Mình ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là thấy có nhiều người ta bị mà ta cũng đi làm đó. Người ta cũng đi làm bình thường đó. Người lớn tuổi thì lâu hết hơn, những người trẻ thì mau hết. Nhưng mà thường sau á, sau những người mà sao bị bệnh xong rồi đó, thì có người người ta bị rụng tóc nữa đó nha. Hello, hi, what's your manicure? Can you wash your hands? Ngón này mình tiếp tục lại mình làm 2D stem nha. 2D stem. Kiếm gì vậy em? Quên. Nước đắp bột gì đó. Cái gì? Cái hố nước đắp bột nó bởi chị nói hết á. Nó trống á. Hình như hết. Chị á. Cái bình to. Ờ, cái bình to nữa. Đấy hả? Ừ, bình không á. Có bình không, có một bình nữa mà. Ủa vậy nó mất tiêu rồi. Không phải, cái bình đó đã mất tiêu rồi. Chắc chị đem vô trong được đó. Chị Phi không có gì quan tâm luôn. Ừ, giống y chang vậy luôn. Cái này mình làm 2D stem cho cái ngón này ha. Cái ngón này mình sẽ làm cái twist trái tim lên đây. Nhưng mà mình làm bằng bằng bột nha. Mình bệnh ha. Hai chị Lợi. Nhưng mà không biết bây giờ ở ngoài thị trường nó còn supply, nó còn bán cái loại này không nữa. Mình khỏi phải vẽ. Khi mà mình ẩn thì mình đừng có, mình để cái cho cái mặt bột nó mờ đi rồi mình thấy ẩn. Nếu mà nó còn ướt thôi mình ẩn nó không có được sắc sảo giống như mình cắt vậy đó. Cho mặt bột nó mờ tí xíu thì mình lấy cái 2D stem này nè. Đây cũng chi sồ nè, ai mà có thì lấy cái này ra xài. Đỡ phải vẽ nha. Đỡ phải vẽ nó mặt một mờ tí xíu nè. Điền điện xuống. Đây một trái nè. Mình lấy ra thấy không? Được một trái. Rồi. Điền về bên đây. Một trái nữa. Hai trái. Ngược về bên đây một trái nữa. Rồi ba trái. Rồi mình được ba trái tim. Cái này chị Lợi. Rồi bây giờ mình bỏ cái màu trắng lên. Mình bỏ cái màu trắng lên đây nè. Trên cái mấy cái chỗ, cái đường khe của cái trái tim á. This is called a 2D stem. 2D stem.
xíu nữa mới khi mình vũa máy bay cái này ra nó sẽ lòi cái trái tim của mình ra nha. Bên này bắt đầu mình cái ngón này mình làm ông rồi 3D stem. 3D stem. Em dọn về nhà đi đóng cửa rồi làm hư luôn cái nhánh này luôn, tuyệt tình. Làm hư luôn cái nhánh này của mình. Làm gì? Cái gì anh? Nhớ thì năm giờ rưỡi hẹn em là sẽ có làm treo bên kia thôi nha. Ok. 5:30. Ok. Hôm nay nó hẹn khe liền quá. Thank you.
Kỹ lại nó bung ra đi. Cái tim này thì mình không cần vẽ nè, mình chỉ ảnh lên thôi. Là đẹp quá mà. Cho nó khang khang lát vô cho đồ nha. Nè. Tim của mình bằng bột nha. Con chị rồi. Nhanh gọn. Rồi khi mà mình vũa cái này ra nè thì cái trái tim nó sẽ xuất hiện, rồi cái trái tim này thì mắc lý.
Yes, 80. Cái bông cái màu đen này đó cũng vẽ là cũng trái tim màu đỏ luôn nha. Yes, I have available next week. Then, what day you want? You want come tomorrow?
Hỏi gì? Có đem đồ tới hả? Hello? What? Can talk with my mom? Là sao nó đem đồ, nó đem nó giao hay sao? Nó hỏi gì? Có phải coi thử có phải cho nó chở đồ không? Thế không? Nó đem vô đi. À, ok. Dạ. Nó đem. Đưa nó. Hello. In the room. Okay, I talk with my mom. Okay, I talk. Yeah, the middle room. Hello. Chỉ cho nó tin vô ngay chỗ cái phòng á, cái tủ bự á. Rồi vậy thôi. Okay. Rồi nó hỏi thôi, nó không biết để đâu mà. Dạ.
Đức Trần. Đức Trần nói gì? Cái design mình sẽ làm cái bông hồng loan nha. Món này mình phải đính đá. Món này mình phải làm cái bông hồng treo loan nha. Hai quả ngựa.
đính đá với lại là vẽ nha. Ok. Bây giờ mình làm bông hồng. Mình chưa luôn. Mình có bán cái bông hồng chưa? Cái cho lon này nha. Anh chị nào mà cần á thì liên lạc với Thế Mỹ. Thank you. Nghe giống mình nha. Yeah, she's there.
xéo. Rồi. Quanh thêm cái kia là néo. Bye. No. What? Yeah. Red? No. No. In the picture you saw me. Red. The red flower, not the white flower. Hello. Hello. May I help you? Yeah, Michelle. Yeah. What's your hand, please? This one. Okay. Oh, it's okay. Yes. Yeah. Inside. It looks different. No, I'm not done yet. Okay. I'm like, no. No, not done yet. Not done yet. No, that's fine. Oh my. It's not on, okay? Okay. No. Really? Chưa long á chị. À, anh Hiền Trần, em bỏ chai lon á, chai lon này nè, cái tay chai lon của em nè, cái này là thấp treo lon nha, chứ không phải thấp cốt, thấp lon, cho nên nó mới lon. You make me scared. No. Oh my. I got scared. I'm like, no. Okay. Scoot ya. In. Not done yet. Chai lon của mình nó loang mà nó loang không có loang quá nhanh đó, nó loang vừa. Ok, cho nên là nó ra cái bông không có bị gì à. Send me this one again. Okay, okay, Maria, I will check your message later. Why? Oh, hey! It's different. Look. Oh, never mind. When you make me scared, okay? I know what I do. Okay. Oh, no. No. I know what you want. Yes, I know. Treo loan của mình rất là easy nha mọi người, rất là dễ vẽ, không có khó nha, không có khó để vẽ cái này đâu nha, rất là dễ vẽ, chỉ quẹt quẹt vài đường là nó sẽ ra một cái bông. Never.
Ồ, tới bây giờ cái này ha. Đúng đủ rồi đó, cho nên lấy cái này lại nè. Put the top coat first. Top first for you. Okay. Bỏ top coat trước nha. Mình sẽ bỏ top coat trước. Rồi mình rưới mẻ nha. Lát nữa mình rưới, mình rưới. Okay. Có bông loan đó nha mọi người. Đây là bông hồng chua loan nha. Còn cái ngón này á, mình sẽ có nè, nguyên hộp đỏ của mình đầy lắm, nhưng mà khách dạo này nó làm đỏ nhiều lắm, cho nên là mình thích ra cái xoài cái ok, ta vẽ cái này trước đi, bỏ vô mình đem đá sao ha, đá sao nha, mình vẽ cái khung của chiếc tim. Tôi cho nó đi. Lòi nó có tới tim thôi nha. Bây giờ mình đổ cái bột lên ha. Nó tính vậy. No, 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 no. Thank you.
sắc lên nha. Sắc cái bột này lên. Lên. Yeah. You can do walking. What? Okay. Thank you.
Okay. Mình không có quét lên cái đá nha mọi người, mình chỉ quét xung quanh thôi. Hai chị Thúy. One more time. Okay. Chắc blue. Chai này chắc blue á, cái này mình gắn móng cũng được. Cái này mình gắn móng cũng được mà mình đính đá cũng được. Cái này nó cũng chắc, tại vì em
treo glue gắn cũng chắc, mà cái này gắn cũng chắc. Thank you. Cái này á, mấy chị nào mà không có lành dáng á thì mình nên xài cái glue treo. Glue treo thì mình chỉnh tới chỉnh lui được. Còn cái này mình không có chỉnh tới chỉnh lui, mình gắn xong là nó dính ngay tại chỗ. Không có chỉnh tới chỉnh lui được nha. Hi. May I help you? Hello. Hey. Okay. Mình bỏ cái cốt để nó xong. Cái này nè. Cái này thì mình không có bỏ gì nữa hết. Cái này bỏ thôi. Mình dán, mình đẩy vô trong đó, nó đi vô trong mấy cái khe đó thì nó mau. Good. À, nó đi vô trong mấy cái khe thì nó sẽ bám chắc hơn. Chứ mình không có gắn lên trên. Không có bỏ thốt lên trên cái hộp đá nha. Đó, nó chảy vô trong mấy cái lỗ tất kẽ đó. Trái tim ngục tù. Rồi. Cuối cùng thì cũng xong. Hi, what glue you use for stone? This one. You this glue. One. 154, 52. Cái một manh một giòn này á, em bán có 140 thôi. Mà nhiều lắm, tại vì em xài hết rồi, còn có bao nhiêu đó thôi. Chứ Valentine nail. Okay, xong rồi. Okay. Here's another one that I knew I had.
Giờ mình sẽ nha. Màu này là màu 152. 152. Nhìn vậy chứ đơn giản lắm, đơn giản lắm. Yes. Yeah. Hi. You have appointment? You have appointment today? So you have appointment today? Are you walking? I think I had an appointment with you at 2. At 2? Yeah. Okay. But yeah, we called. We were stuck in traffic. We called her like a Oh, yeah. Traffic. Okay, go wash your hand. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hidden. Rồi, mình xong rồi. Ok, bye bye mọi người. Ok, thank you. Thank you với nhà nha. Bye bye.